Anh ấy có nhan sắc đỉnh của chóp, giá trị con người hàng triệu triệu đô, lại còn có hơn 200 chiếc Rolls Royce và 20 cái máy bay tư nhân. Anh ấy không chỉ là vương tử của Dubai, mà còn là bạch mã hoàng tử của vô vàn thiếu nữ. Tương lai à, cả Dubai là của anh tất. Nghe nói anh ấy từng vì đẹp trai quá mà bị cấm nhập cảnh. Ôi nhìn cái nhan sắc này, đã đủ để các chị em rụng trứng chưa? Anh ấy chính là nhân vật chính ngày hôm nay, kẻ thù của mọi đàn ông trên thế giới, Hamdan. Hamdan sinh ra trong hoàng tộc Ả Rập. Anh ấy là con thứ của quốc vương Ả Rập hiện tại. Mẹ của anh Zawahir là em họ của bố. Vợ chồng hai người có tổng cộng 12 người con. Nhan sắc ai cũng phải gọi là mơ lầm, đã thế còn vô cùng có tài. Trong đó thì Hamdan là người xuất chúng nhất. Anh ấy là một nhân vật nổi tiếng ở Dubai. Anh ấy không chỉ có khuôn mặt đẹp như tượng tạc, hơn nữa còn rất tài năng. Hamdan tốt nghiệp tại Đại học Quân đội Hoàng gia Sandhurst. 80% các nhân vật trong quân đội Anh đều đã từng học ở đây. Hoàng tử William và hoàng tử Henry của Anh thì đều là bạn cùng trường của Hamdan. Ở đây Hamdan không chỉ học làm thế nào để điều hành quốc gia, còn học được không ít kiến thức quân sự và khả năng quản lý lãnh đạo. Anh không chỉ biết cách vận hành đất nước, mà còn biết nhiều thứ tiếng. Hamdan có thể đi ngoại giao cực kỳ nhanh nhẹn. Ngoài từng đi học ở trường quân sự, Hamdan còn từng học tại Học viện Chính trị Pháp luật ở Anh. Điều này làm anh ấy nắm rõ các kiến thức về kinh tế, có thể tiếp quản được những vấn đề về kinh tế của quốc gia. Một hoàng tử xuất sắc như vậy, hoàn toàn nổi bật hơn hẳn các anh chị em khác thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà, Hamdan còn một anh trai nữa là Rashid. Theo phong tục của Dubai, anh Hamdan là con trưởng, nên anh ấy sẽ là người thừa kế vương vị. Thế nên cuộc sống của Hamdan phong phú như một blogger du lịch, mấy trò mạo hiểm nhảy dù, nhảy boomerang, hoặc là những trò quý tộc như kiểu cưỡi ngựa, chơi tennis. Trò nào Hamdan cũng giỏi hết. Con ngựa đắt nhất của Hamdan có giá trị đến 3 triệu đô. Hamdan còn mua một chiếc Boeing 747 chỉ để chuyên chở ngựa yêu của mình. Chỉ cần là việc dùng đến tiền thì Hamdan đều có thể giải quyết. Năm 2006, Hamdan đại diện cho Ả Rập tham dự cuộc thi ngựa trong Thế vận hội 15. Hoàng tử đạt được danh hiệu quán quân. Ngoài ngựa thì Hamdan cũng giống như những người đàn ông khác, anh ấy cực kỳ yêu thích xe. Số xe sang mà anh sở hữu thì nhiều không kể xiết, hơn nữa còn toàn là xe sang bản giới hạn. Chỉ tính Rolls Royce đã có hơn 200 con vợ. Không chỉ xe sang, trên trời à, dưới biển này, Hamdan không thiếu phương tiện gì cả. Chỉ tính máy bay tư nhân mà Hamdan đã có hơn 20 cái, mà đều là bản đặt độc nhất vô nhị cơ. Du thuyền thì cũng nhiều kinh khủng. Xem đến đây, chắc nhiều bạn cảm thấy hoàng tử Hamdan chắc ngày nào cũng ăn chơi tiêu pha bét nhè. Nhưng mà không hề, hoàng tử chỉ nghĩ là tiền tài trong nhà có thể giúp mình có nhiều cơ hội tiếp xúc với thứ mình thích hơn thôi. Hơn nữa hoàng tử còn cực kỳ yêu thích nhiếp ảnh. Vì nhiếp ảnh, hoàng tử có thể bay đến mọi nơi trên thế giới, dù là rừng rậm hay là thảo nguyên không người hay là đáy biển, miễn là những thứ mà hoàng tử muốn thì không có gì làm khó hoàng tử cả. Vì quá yêu thích nhiếp ảnh, hoàng tử còn lập một giải thưởng gọi là giải nhiếp ảnh Hamdan quốc gia. Đây cũng là cuộc thi nhiếp ảnh có tiền thưởng khủng nhất trên thế giới. Cuộc thi không thu phú tham gia, còn có tổng cộng 20 giải, tổng giá trị giải thưởng lên đến 400.000 đô, trong đó giải cao nhất lên đến 120.000 đô. Cái này cứ phải gọi là chương trình từ thiện thì đúng hơn. Ngoài ra Hamdan cũng là một nhà thơ. Anh ấy không chỉ viết những bài thơ về đất nước, mà còn viết cả thơ tình. Nhưng mà vị hoàng tử này chưa từng có tin đồn với một cô gái nào cả. Đến cả lễ tình nhân thì cũng cô đơn lẻ loi một mình. Cũng không biết hoàng tử lấy cảm hứng ở đâu để làm thơ nữa. Điều duy nhất hoàng tử giống với chúng ta là theo đuổi thần tượng. Nhưng mà hoàng tử nhà người ta vì để thần tượng quay phim mà phất tay cho đoàn phim mượn 70 chiếc xe sang, trong đó còn có 3 chiếc xe vàng nữa. Những chiếc xe này xuất hiện trong Công Phu Yoga, khán giả nhìn mà sốc nặng. Trong lúc quay phim, đạo diễn cũng rất sợ những chiếc xe này bị xước, dù sao đây đều là những chiếc xe siêu đắt tiền. Cuối cùng thì chuyện đạo diễn lo lắng nhất cũng xảy ra thật. Trong khi quay phim, đúng là có một chiếc McLaren bị đâm, nhưng không ngờ, sau khi hoàng tử biết tin này thì người ta còn chả thèm chớp mắt. Ngày thứ hai hoàng tử còn mang đến một chiếc xe khác cho đoàn phim để thỏa mãn thần tượng. Hoàng tử thậm chí còn cho thần tượng mượn con thú cưng của mình, cũng chính là con sư tử xuất hiện trong phim này. Kiểu theo đuổi idol thế này, không phải ai muốn cũng làm được đâu nhé. Hơn nữa hoàng tử còn có tài sản sương sương khoảng 400 triệu đô, kỹ năng đầu thai đúng là không phải bình thường. Nhưng mà cuộc sống thoải mái thế này của hoàng tử đã kết thúc từ năm 2008, vì anh của hoàng tử Rashid không xuất sắc, anh ấy bị nhiều người phản đối. Thế là quốc vương tước bỏ tư cách kế thừa ngai vị của anh ấy, mà ngai vị đương nhiên lại rơi lên đầu Hamdan. Hơn nữa quốc vương còn tuyên bố Hamdan và em họ Sa Seka sẽ kết hôn, hơn nữa còn chọn năm kết hôn là 2010. Nhưng mà không ai ngờ rằng hoàng tử Rashid cũng yêu cô ấy. Anh em ruột cùng yêu một người phụ nữ, đây là một điều cực kỳ phức tạp với Hamdan. Anh trai Hamdan không chỉ mất đi vương vị, mà còn mất đi người phụ nữ mình yêu. Gặp hai cú sốc như vậy thì ai mà chịu được. Hamdan biết được chuyện này thì càng áy náy hơn. Anh trai đối với Hamdan thì vừa là anh, vừa là bạn. Thời gian hai người ở bên cạnh nhau lâu hơn bất cứ ai, độ thân thiết của họ đến bố mẹ cũng không bằng. Tuy rằng vì một vài việc làm của Rashid làm quốc vương ghét, nhưng Hamdan vẫn cảm thấy là mình cướp quyền của anh trai. Để anh trai không đau khổ sa ngã và bớt kích động, Hamdan nhanh chóng hủy bỏ hôn ước với công chúa Seka. Nhưng mà dù thế nào thì họ cũng không thể thay đổi sự thật, quan hệ thân thiết giữa hai người họ cũng không thể quay lại như cũ nữa. Thế là hơn 10 năm sau, hai anh em Hamdan cũng không hề yêu đương kết hôn gì cả, cho đến năm 2015, hoàng tử Rashid qua đời khi vừa 33 tuổi. Hamdan đau lòng vô cùng, anh ấy đã không còn anh trai nữa rồi. Hamdan nói rằng, từ hôm nay, anh trai thân yêu của tôi đã mất rồi, người bạn thân nhất hồi nhỏ của tôi, người bạn tri kỷ của tôi sẽ mãi nhớ anh ấy.
Tuy rằng tình cảm của hai anh em thắm thiết, nhưng mà người chết không thể sống lại, Hamdan chỉ đành thay đổi tập trung vào sự nghiệp xây dựng Dubai. Hoàng tử dựa vào thiên phú và những gì học được từ trường kinh tế top đầu, anh lập ra các quỹ đầu tư để hỗ trợ cho các doanh nghiệp K5. Anh còn đi khắp cả nước mình để xem xét về vấn đề quy hoạch đường xá trong tương lai. Cuối cùng sự nỗ lực của hoàng tử cũng được đền đáp. Dự án Dubai 2015 của hoàng tử vô cùng thành công, cũng vì thế mà hoàng tử rất được lòng dân. Hamdan trở thành một người thừa kế hoàn hảo trong mắt người dân. Để nói về người dân ở đây yêu thích hoàng tử đến mức nào, thì nhìn Instagram của hoàng tử là biết. Chỉ cần hoàng tử Hamdan đăng một tấm ảnh lên thôi, thì người dân Hamdan đều đổ xô đi comment. Không chỉ người dân ở đây yêu mến hoàng tử, danh tiếng của hoàng tử cũng lan rộng ra cả nước ngoài. Một số bạn trẻ nước ngoài nhìn thấy những tấm ảnh của Hamdan, cũng bị nhan sắc siêu cao của hoàng tử làm cho rụng tim. Hoàng tử Hamdan dễ dàng trở thành một nhân vật hot trên mạng, số lượng fan của anh hơn 11 triệu người. Hoàng tử nổi tiếng đến mức được đưa vào không ít bảng xếp hạng. Ví dụ là tạp chí Forbes của Mỹ, trong năm 2008, trong bảng xếp hạng những thành viên hoàng gia quyến rũ nhất, hoàng tử Hamdan xếp vị trí thứ 6. Năm sau đó hoàng tử vẫn tiếp tục lên bảng xếp hạng này, hơn nữa số xếp hạng còn lên 2 bậc. Hơn nữa cái bảng xếp hạng này thì chỉ tính các thành viên hoàng gia độc thân từ 18 đến 35 tuổi, mà bảng xếp hạng này còn có các tiêu chí khác như gia tộc, tài sản và tiếng nói quốc gia mây mây nữa. Ai cũng biết ở Dubai siêu xe rất nhiều, mà khi những người này có tiền lái xe thì vô cùng ngang ngược, đánh võng vượt tốc độ là chuyện cơm bữa, hoàn toàn cả coi pháp luật ra gì. Vít để đường phố ở Dubai tiện lợi và an toàn hơn, hoàng tử liền đề ra một bộ luật về giao thông. Dù là thân phận hay địa vị thế nào, vi phạm luật thì đều nhịn lái xe trong vòng 6 tháng. Ngoài ra thì hoàng tử còn làm công ích rất nhiệt tình. Hoàng tử là chủ tịch hội từ thiện và hội tự kỷ ở Dubai. Cứ như vậy, Hamdan đã trải qua 4 năm với sự nghiệp, cho đến năm 2019, quốc vương tuyên bố một tin lớn, đó là ông sẽ tổ chức hôn lễ cho cả ba hoàng tử, trong đó bao gồm cả Hamdan. Sau khi chờ đợi 11 năm, hoàng tử Hamdan 39 tuổi cuối cùng cũng lấy em họ Seka. Hai người anh em khác của Hamdan cũng đều lấy công chúa. Hơn nữa ba vương phi mới cũng đều đến từ hoàng tộc nhà Saud. Dù là kết hôn cận huyết, nhưng mà ở Ả Rập thì điều này vẫn được cho phép. Dù sao thì hôn nhân chính trị cũng có thể liên kết lợi ích của hai gia tộc lại với nhau, để duy trì địa vị của các gia tộc. Video kết thúc ở đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.